Tuấn phát kính chào anh em nhé. Xe này Tuấn hoàn thiện xong phần thô rồi. Mai nữa là sơn làm điện. Mai sơn làm điện nữa là xong anh em nhé. Mới chà xong bụi mù lên này, một xô đất đây này. Nói ấy nhé. Đây anh em nhé, đất đây này nhé. Chứ anh em bảo là sơn bừa là không có đâu anh em nhé. Chà sạch sẽ này, thấy chưa? Sơn từ đầu đít máy cũng sơn luôn. Đó, sạch chưa? Đấy, chà bong hết sơn thế này. Cái nào sơn cứng thì mình không có chà. Đấy, cứng quá là không có chà nổi rồi. Đấy. Chà hết rồi, sạch sẽ rồi. Mai sơn làm điện, anh em nào tranh thủ nhé. Hơn 70 triệu mà có ben đề máy 28 nha. Có hơn 70 triệu rồi, anh em tranh thủ. Xe có nhận giao tận nhà của Gia Lai. Đấy, anh em cọc tiền một phát là chạy xe tận nhà giao xe. Đấy, sạch sẽ. Ok hết. Đấy. Có đèn, có gương anh em nhé. Đấy. Có đèn chiếu sáng, có gương. Chạy bao bốc, bao khỏe. Đấy, có dè cho anh em luôn, sẵn sàng. Mai nữa là như công chúa luôn anh em nhé. Đấy, còn con kia thì anh em trên con lớn thì có con kia. Con nhỏ thì có con này. Đấy. Rồi, mình lại đi quét sân nữa đây. Do là tiệm vừa là sân nhà nên là phải quét cho sạch sẽ, nhưng nhìn ngứa mắt lắm. Đấy. Làm cái này chưa ăn thua này. Chà chà sơ chấm mấy mối hàn bán xe ăn chục củ hơi căng. Đấy, anh em nào biết mình rồi thì nổ cọc nha, giao xe đặt nhà. Ok, xin chào anh em nhé.